Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 3 của câu chuyện Hoàng tử bé. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Mùa lạnh thường chỉ kéo dài 7 ngày trong một năm. Ngoài khoảng thời gian đó, rùa khổng lồ là sinh vật duy nhất có khả năng di chuyển trên bề mặt hành tinh này. À ra vậy, những chú rùa khổng lồ nổi danh, nhưng chính xác là vai trò của chúng là vậy. Chúng là đầu tàu phục vụ nhân viên bưu điện. Chỉ có một con vẫn đang hoạt động để phân phối thư tín giữa năm vương quốc lớn. Nhưng từ nhiều tuần nay, chúng tôi không được nhận thông tin gì mới từ nơi đó. Những bức thư không được phân phát và chúng tôi cũng không thể nhận được thư từ bên ngoài. Sao anh dám hãm? Không có gì quan trọng đối với anh hơn cái cuộc thi chết tiệt đó sao? Chính vì vậy, tôi đã không nhận được giấy triệu tập cho cuộc thi nói đùa. Vậy, cậu có thể giúp tôi không hả, hoàng tử bé? Tôi cá rằng cậu có hàng tá năng lực ma thuật. Chưa? Con trai anh cũng đang mong chờ bức thư từ người yêu của nó, vậy mà chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Cả vương quốc này đang chìm trong một nỗi sợ thường trực, và anh chỉ mong ngóng đến giấy triệu tập để tham gia cuộc thi nói đùa hay sao? Hoàng tử bé, giới thiệu với cậu vợ của tôi, Pitam, và con trai tôi là Gram. Ủa đâu? Đừng để ý nhiều đến cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng có vẻ âu lo. Đã bảo chưa về được. Tôi thấy rồi. Quay vào nhà đi, Gram. Mẹ có vài lời muốn nói với bố. Thật đáng sợ. Cô ta hẳn đã bị tên rắn cắn rồi. Xin lỗi thưa bà, đó là lỗi của chúng tôi. Ban nãy chúng tôi gặp nguy hiểm và đã được Atcham giải vây. Tôi đã biết hết những điều đó rồi. Điều tôi quan tâm là các cậu có thể giúp đỡ chúng tôi hay không. Tất cả những người ở đây đều lo lắng về cùng một vấn đề như đứa con trai của tôi. Chúng tôi chỉ có thể gặp gỡ những người thân vài ngày trong một năm, và nếu như không nhận được tin từ bọn họ, chúng tôi sẽ tự hỏi rằng Review cả ăn liệu chuyện gì có thể xảy ra với họ. Ông vừa mua cà phê à mẹ ơi. Và video của mình đến đây là kết thúc. Tạm biệt các bạn.